mà cô còn nhỏ cho đến khi học trung học thôi đã có nhiều, quá nhiều sự xinh đẹp đang hiển, và đang chúng ta đang nhìn thấy sự xinh đẹp của cô ấy rạng ngời đến tận ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng là sự yêu mến đó không chỉ xuất hiện từ lúc mà cô ấy bắt đầu debut cũng như là tham gia Tiara, mà tất cả những hình ảnh mà hôm nay chúng tôi mang tới sẽ làm cho các bạn càng yêu mến thêm Hyorin nữa. Bây giờ quý vị và các bạn ơi, mọi người có muốn được đón chờ và xem những hình ảnh của Hyomin chúng ta trước khi cô ấy gia nhập nghệ thuật cũng như là tham gia nhóm Tiara được không ạ? Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đón xem chúng tôi sẽ mang tới điều gì dành cho quý vị và các bạn. Hyomin hiện tại đang là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu, nhà thiết kế thời trang và được biết đến là một trong những thành viên của nhóm nhạc nữ Tiara của K-pop tại xứ sở Kim Chi. Nhưng chỉ vài năm trước đó thì hình ảnh Hyomin thật đáng yêu và giản dị. Hãy cùng xem lại những hình ảnh này. If I got you with me.
Các bạn thấy ca khúc thấy thế nào ạ? Và trong lúc mà chúng ta đang có truyền hình trực tiếp Bữa Trưa Vui Vẻ trên VTV6 thì cũng có rất nhiều khán giả đã tương tác tại fanpage của Bữa Trưa Vui Vẻ. Và ngay lập tức là chúng tôi cũng đã nhận được những câu hỏi dành cho Hiêu Min trên fanpage của Bữa Trưa Vui Vẻ rồi ạ. Và bây giờ thì chúng ta hãy hướng đến màn hình. Có một câu hỏi mà bây giờ chúng tôi sẽ gửi đến Hiêu Min. Có khán giả đã thắc mắc là tại sao Hiêu Min lại chọn ca khúc vừa rồi để gửi tặng chúng tôi ngày hôm nay ạ? Y 노래 같은 경우에는 제가 연습생 시절 때 이제 처음으로 처음으로 연습을 했던 팝송 곡이에요. 그래서 여러분들 앞에서 라이브로 들려드리고 싶어서 준비했습니다. Lý do tôi lựa chọn bài hát này là tại vì bài hát này có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt với tôi. Khi tôi bắt đầu làm thực tập sinh ở Hàn Quốc thì đây là cái bài hát đầu tiên mà tôi đã luyện tập. Một ca khúc pop song mà đầu tiên mà tôi đã luyện tập, chính vì vậy mà nó rất đặc biệt với tôi và vì vậy tôi đã muốn lựa chọn và muốn thể hiện nó trong cái phần mở màn ngày hôm nay ạ. Vâng, ca khúc đầu tiên mà Hiêu Min luyện tập và cũng là ca khúc mà Hiêu Min lựa chọn đầu tiên để biểu diễn ngày hôm nay. Hãy dành một tràng pháo tay cho Hiêu Min với phần biểu diễn vừa rồi được không ạ? Bạn vừa nhắc đến quá trình tập luyện và chắc hẳn là ở đây rất nhiều fan cũng như chúng tôi rất tò mò, không biết là quá trình tập luyện để có thể bước chân trở thành một nghệ sĩ của Hiêu Min đã diễn ra như thế nào, có thể nói ngắn gọn cho chúng tôi được biết không ạ? 그냥 연습실에 저 매일 이렇게 10시간 동안 네 그런 이렇게 맨날 연습하는 연습생 시간을 가졌었는데 뭐 멤버들하고도 연습 많이 했었고 네 그냥 되게 추억이 있는 그런 노래예요. 맞아. Như mọi người cũng đã biết thì là cái quá trình luyện tập của những thực tập sinh ở Hàn Quốc thì rất là vất vả. Và bản thân tôi cũng vậy, ngày xưa thì là khi mà còn là thực tập sinh thì mỗi một ngày tôi đều phải tập luyện ở trong phòng tập là 10 tiếng đồng hồ. Đó, và tôi còn tập luyện cùng với cả những cái thành viên ở trong nhóm của mình nữa. Và đó là một quãng thời gian thực sự rất là khó khăn và rất là mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì đó đều như là những cái ký ức rất là đẹp và là những cái thời kỳ mà mình không thể quên được ạ. Thời gian mà Hiêu Min đã sử dụng để tập luyện trước khi chính thức ra mắt là bao lâu? 저 같은 경우에는 그렇게 오래 안 걸렸어요. 한 2년 정도? 왜냐면 제가 대학교 생활을 또 하다가 데뷔를 해가지고 이렇게 병행, 그러니까 같이 했거든요. 그래서 저는 생각보다 길지 않았어요. 2년? Thực ra là cái thời gian mà tôi phải tập từ lúc tôi tập luyện cho tới lúc debut thì cũng không quá dài như những nghệ sĩ khác, chỉ tầm khoảng 2 năm thôi ạ. Tại vì là tôi là cũng debut khi mà tôi đang học đại học. Chính vì vậy mà hai quá trình học và hai quá trình tập luyện làm thực sinh nó thì rất song song với nhau. Và tôi đã mất khoảng tầm 2 năm để có thể debut được ạ. Và câu hỏi tiếp theo, đây là điều mà những fan rất quan tâm đến nghệ sĩ của mình. Đó là những nghệ sĩ nổi tiếng khi ở vị thế của một ngôi sao thì sẽ có rất là nhiều sự căng thẳng, mệt mỏi. Không biết là với Hiêu Min thì bạn có quá nhiều áp lực và căng thẳng khi làm việc hay không? 아무래도 당연히 힘든 일이 있죠. 근데 사실은 정말 이렇게 무대에서 우리 팬분들의 함성을 들으면 아무 그런 힘들었던 게 다 싹 잊혀져요. 다 사라져요. 기억이 안 나서. 그래서 되게 굉장히 축복받은 직업이라고 생각하고 그래서 열심히 하고 있습니다. Thực sự đây có lẽ mọi người cũng đã biết đó là công việc của một người nghệ sĩ của một ngôi sao thì thực sự có rất nhiều áp lực và có rất nhiều vất vả khó khăn mà rất khó để có thể bày tỏ ra được. Thế nhưng mà những cái khó khăn vất vả đấy không là gì cả khi mà tôi chỉ cần nghĩ đến là có thể đứng ở trên sân khấu, có thể ngồi gần những các fan hâm mộ của mình như thế này, hát cho mọi người nghe và thể hiện được những cái niềm đam mê của mình thì tất cả những cái mệt mỏi đó, những cái áp lực đó đều biến mất hết. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là cái nghề ca sĩ như thế này, cái nghề ca hát như thế này thì là một cái nghề mà tôi thực sự rất là yêu thích và nó đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui và niềm hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Vâng, những câu trả lời thật là chân thành và tuyệt vời đó. Và tôi đang thắc mắc, không biết là MC Huyền Trang Mù Tạt của tôi đang ở đâu mất rồi ạ? Đây, tôi đang định gọi Hiêu Min để hỏi xem là không biết là Hiêu Min đã đói chưa, bởi vì bây giờ tôi đã phải nhờ những đầu bếp, những nhân viên nhà Bữa Trưa Vui Vẻ chuẩn bị cho cô ấy một bữa trưa thật là thịnh soạn. Nào, xin mời Hiêu Min, Trần Ngọc và Hà Trung chúng ta hãy cùng gần đến chiếc xe chở đầy đồ ăn của tôi để mời quý vị và các bạn hãy cùng thưởng thức với chúng tôi tại nhà bữa trưa vui vẻ. Chúng tôi ít giây nhá.
có khách đến nhà mình phải tiếp đãi đầy đủ đúng không ạ? Phải có đúng cơm vậy. Đúng không ạ? Tại vì tôi biết được rằng là Hyomin thì đã đến nhà với chú vẻ từ rất sớm và tôi biết rằng bạn đang rất đói bụng. Thế nên ngày hôm nay tôi đã mang tới rất nhiều những món ăn là những món ăn đặc trưng của người Hà Nội để bạn có thể thưởng thức. Và bây giờ thì như thủ tục của nhà hàng, đây là những món ăn rất ngon mà chúng ta đều thích. Không biết là Hyomin đã thưởng thức hay chưa, nhưng hôm nay thì chúng tôi rất là muốn mời bạn thử thưởng thức một phần của cả ba món ăn này. Bây giờ thì sau khi mà Hyomin nếm thử xong thì chúng ta sẽ có một phần game nhỏ nhỏ. Đó là chúng ta hãy thử xem Hyomin có đoán đúng được tên của chúng hay không, được không? Rồi. Nào, xin mời Hyomin, chúng ta hãy cùng thưởng thức món ăn. Đầu tiên đây là món gì nhỉ? Cảm giác của bạn thế nào ạ? Rồi, đang nhai. Thật là mọi người yêu. Biết đây là món gì không? Nếu mà biết thì đừng nhắc vội nhá. Đừng nhắc nhá, tí nữa chúng ta sẽ phải đoán. Đó là món đầu tiên. Đây là món đầu tiên. Món thứ hai này. Vẫn chưa ăn hết đúng không ạ? Món thứ hai được chưa? Ngon. Rồi để xem là món thứ hai thì cô ấy sẽ có cảm nhận như thế nào. Y con chôm bài ạ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy món này ạ. Món này có vẻ mềm hơn, dễ ăn hơn đúng không ạ? 저는 전게 더 맛있어요. Tôi thấy món đầu tiên ngon hơn món thứ hai. Thế là chúng ta đoán được khẩu vị của Hyomin rồi. Bây giờ là món đặc biệt cuối cùng. Món đặc biệt cuối cùng. Thật là đáng yêu. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một trò chơi nho nhỏ dành cho Hyomin. Chúng ta sẽ mời Mù Tạt. Đúng vậy, chúng tôi đã có bảng tên dành cho ba món ăn vậy. Bây giờ chúng tôi sẽ đố Hyomin với những bảng tên này thì cô ấy sẽ phải để đúng vào món ăn mà cô ấy cho rằng là tên món ăn đó là đúng. Nào. Đầu tiên, đây là món có chữ. Đây là bánh tôm. Bánh tôm là một món mà trong đó có bột và tôm. Tôm được chiên lên. Bánh tôm. Đây là một món ăn rất là nổi tiếng và được bán nhiều nhất ở Hồ Tây, bạn Hà Nội. Đặt bánh vào tôm. Món ăn mà bạn nghĩ. Bánh tôm hơn. Chính xác. Ôi, đây sẽ là nem. Nem thì được quấn ở phía bên ngoài bằng bánh tráng. Và ở trong thì có rất là nhiều các loại gia vị nguyên liệu khác nhau. Ví dụ như là rau này, thịt này, mộc nhĩ này. Và nó cũng được chiên lên này. Và nó được chiên lên. Nem. Nem thì sẽ là đĩa này hay đĩa này? Nem. Đây. Có đúng không các bạn? Nem. Đây các bạn khán giả gợi ý giúp Hyomin đúng không ạ? Nem. Và bạn chắc chưa? Nem. Thực ra thì đây mới là nem. Đây mới là nem. Đây mới là nem. Vui à, anh ấy thật. Các bạn khán giả thì đang muốn trêu đùa bạn một chút thôi. Và tôi nghĩ rằng là cả ba món ăn này mà chúng tôi mong muốn mang tới dành cho Hyomin ngày hôm nay có thể thưởng thức thì các bạn sẽ có thật là nhiều ấn tượng về món ăn Việt Nam nói chung cũng như là Hà Nội nói riêng. Và khi nào mà bạn quay trở lại thì hãy nhớ thưởng thức lại những món ăn này nhé. Và trong ba món này thì Hyomin đã nếm thử rồi. Bạn thích món nào nhất? Bánh tôm. Nem. Bánh cuốn. Phải tôm. Bánh tôm. Máy xay. Hyomin thân mến ạ, nhưng mà cái món mà bạn thích ý, nó là đồ chiên rán, nó có mỡ đấy, bạn có sợ mập không? Bố cuốn đông hay là tăng cân thì tôi sẽ tập thể dục, không sao cả.
Thế thì không biết rằng là món ăn yêu thích nhất của Hyomi là món gì vậy? Một món Hàn Quốc. Mì. Tại sao các bạn lại trả lời hộ? Bia. Đáp án cuối cùng là gì ạ? Bia. Trời ơi, các bạn là khán giả quá hiểu Hyomi của chúng ta đúng không nào? Tại sao bạn lại thích bia? 모든 음식을 더 맛있게, 더 맛있게 만들어줘서. Vì bia là một thứ đồ uống có thể làm cho những món ăn khác trở nên ngon hơn. Vì vậy tôi thích bia. Quả là một người rất sành ăn, đúng không ạ? Vâng, thật là tuyệt vời. Chúng ta đã có những giây phút thật là tuyệt vời, những giây phút chia sẻ thật là vui vẻ với nhau. Bạn biết không, trước khi mà bạn bay sang Việt Nam, chúng tôi đã thông báo sự có mặt của bạn tại Hà Nội và cũng đã tiến hành làm thế nào để có thể phát được vé cho những bạn may mắn nhất. Chúng tôi cùng với đó đã thực hiện một đoạn video ngắn với rất nhiều tình cảm của khán giả gửi đến cho bạn. Và bạn có muốn theo dõi không ạ? Không cơ mày ạ. Và chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình của Bữa Trưa Vui Vẻ ạ. Ngày 22 tháng 3 năm 2019, buổi phát vé sự kiện Bữa Trưa Vui Vẻ, khách mời Hyomi đã diễn ra, thu hút hàng trăm khán giả. Bọn em khi mà biết tin thì đã đứng đây từ rất sớm để bọn em có thể nhận được vé và tham gia Bữa Trưa Vui Vẻ cùng với Hyomi ạ. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, hơn 800 vé tham dự sự kiện đã được phát hết. Bữa Trưa Vui Vẻ sẽ diễn ra thật là vui vẻ theo đúng nghĩa luôn ấy ạ. Để cho mọi người trong FC và cho cả Hyomi của bọn em nữa thật là vui ạ. Bác Hyomi, bọn em yêu chị nhiều lắm. Hyomi, Hyomi. Không chỉ những lời yêu thương, không khí buổi phát vé còn sôi động hơn bởi màn dance cover những ca khúc hot của Hyomi do chính fan thực hiện. Và tại sự kiện này, những món quà đặc biệt nào mà chính Hyomi và fan sẽ dành tặng cho nhau, hãy cùng chờ đón. Oh yeah, you know, brave sound, human, loco, let's do this. Let me see your body move, I love it. 여자라면 누구나 노출을 원해요. 여자라면 한 번쯤 다 여친하네요. 분명히 사랑받길 원해요. 꿈속의 왕자님은 분명히 나타날 거예요. 먹고 싶은 것도 참고 독하게 살아가 같은 것도 모두 참고 난 예뻐질 거야. 사랑할 거야. 더 보여줄 거야. 난 달라질 거야. You do deserve it. Mến. Vâng, chúng tôi cần nhạc ạ. Cho chúng tôi nhạc ạ. Ừ.
Vâng, Hiếu Minh thân mến, đây là một phần biểu diễn của những bạn nằm trong fan club của bạn ở Hà Nội. Và bạn thấy phần biểu diễn của các bạn như thế nào ạ? 너무 너무 잘해서 깜짝 놀랐어요. 저는 thực sự rất là bất ngờ vì các bạn fan của tôi thực sự là hát và nhảy rất là xuất sắc ạ. 와. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai. Đây là phần mà tất cả các bạn fan ở đây đang mong chờ. Các bạn có sẵn sàng giao lưu với Hyomin không ạ? Vâng, và chúng tôi đã chuẩn bị quà ngày hôm nay của ban tổ chức dành tặng cho các bạn. Quà của chúng tôi đâu mất rồi ạ? Quà của chúng tôi đâu ạ? Chúng tôi đã chuẩn bị khá nhiều phần quà cho các bạn để cùng tham gia vào phần tương tác này. MC Mù Tạt đâu rồi ạ? Tôi lại xuất hiện ở đây cạnh những khán giả của tôi. Ai muốn nhận quà giơ tay? Vâng. Vâng, có quá nhiều khán giả và tôi tin chắc rằng ai ai cũng muốn tham gia vào trò chơi này của tôi. Bởi vì chúng tôi sẽ có 10 câu hỏi và chỉ có 10 bạn khán giả may mắn nhất sẽ giơ tay và để trả lời những câu hỏi của tôi. Ai trả lời đúng đương nhiên người ấy có quà. Một lần nữa tôi muốn hỏi, ai muốn có quà? Nhưng Hiêu Minh sẽ là người quyết định câu trả lời của các bạn là câu trả lời đúng hay là sai. Thế nên là các bạn hãy nghe thật là kỹ câu hỏi của Mù Tạt nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Câu hỏi đầu tiên, màu sắc yêu thích nhất của Hyomin là... Giơ tay nhé, chúng ta giơ tay, Mù Tạt. Rồi, một cô gái đứng gần, rất gần tôi. À, màu tím chị ạ. Màu tím. Màu tím ạ. Có chính xác không ạ? Màu yêu thích của Hyomin là màu gì? Ok. À, thực ra là sai rồi đấy, chưa phải là một đáp án đúng. Một bạn khác nhá, ngay gần đây nào. Một bạn khác ạ. Màu đỏ ạ. Tay gần thế. Màu đỏ là chính xác. Dành cho bạn nữ. Vâng, tôi sẽ gửi đến Mù Tạt một phần quà. Vâng. Để có thể tặng cho bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Một câu trả lời chính xác. Câu hỏi thứ hai này. Câu hỏi thứ hai. Quốc gia mà Hyomin yêu thích và muốn tới nhất là... Vâng, bây giờ thì như thế này đi. Hyomin có thể giúp chúng tôi. Các bạn giơ tay lên. Hyomin muốn ai trả lời? Bạn có thể chọn một người. Đây, một bạn nữ ngồi cũng rất gần với Hyomin. Đây, anh sẽ xuống đây với em. Em đã nghe rõ câu hỏi rồi đúng không? Đáp án của em là gì? Đáp án của em là nước Mỹ ạ. Nước Mỹ? Hyomin thân mến, đất nước mà bạn muốn tới nhất là đất nước nào? À, 저는 à 가보고 싶은 나라. 어 저는 어 스페인. Nước Thụy Điển ạ. À. Vì sao vậy? Vì sao vậy hả Hyomin? 굉장히 아름다운 나라라고 들었는데 한 번도 못 가봐서 꼭 가보고 싶습니다. Tại vì tôi nghe nói đó là một đất nước rất là tươi đẹp và tôi thì chưa có cơ hội đến đất nước đó, vì vậy tôi muốn đến thử một lần. Nhưng mà bây giờ mặc dù là cô gái xinh đẹp là khán giả của bạn chưa trả lời đúng, nhưng chúng tôi vẫn muốn dành tặng một phần quà dành cho cô ấy vì sự yêu thích và vì sự nhiệt tình cô ấy đã đến đây ngày hôm nay, có được không ạ? Bạn sẽ chọn món quà đi. Bạn chọn món quà nào cho bạn ý? 그러면 맞추신 분은 억울할 수도 있으니까 제일 작은 거. 네. Tôi sẽ chọn món quà này nhỏ nhắn này để tặng cho bạn ạ. Cảm ơn em. Vâng, các bạn ơi, hãy lắng nghe câu hỏi tiếp theo mà Mù Tạt đưa ra. Hình mẫu diễn viên nam trong bộ phim nào được Hyomin yêu thích? Hình mẫu diễn viên nam ạ. Ai trả lời được câu hỏi này ạ? Mọi người ơi, giơ tay nào. Đây, một bạn nữ ngay phía sau lưng tôi giơ tay rất cao, tôi xin mời bạn nhá. Câu trả lời của em là So Chi Suk đúng không ạ? So Chi Suk ạ. So Chi Suk. Vâng. Thế hình mẫu diễn viên nam mà bạn yêu thích là ai? Có thể không phải là đáp án đó. 어려워요. 근데 예전에 제가 이 질문을 받았던 적이 딱 한 번 있어요. 네, 네, 맞습니다. 제가 이 질문을 받았던 적이 딱 한 번 있는데 그때 처음으로 이걸 말해서
diễn Việt Nam cơ mà. 그래서 아 근데 저 답으로 제가 대답을 했었기 때문에 정답을 네, 되게 오래 전이긴 하지만 네 정답으로 인정하겠습니다. 아, 그 혜민 nói rằng là cô ấy công nhận câu trả lời của bạn vừa rồi là một câu trả lời đúng ạ. Wow, như vậy là bạn đã nhận được một phần quà rồi. Bây giờ thì anh Trần Ngọc giúp một tạt nhé. À, bạn có thể nhắc lại tên diễn viên mà bạn vừa trả lời trong đáp án của chúng tôi được không ạ? Là Sơ Chí Súc ạ. Vâng, đó chính là một đáp án mà Hyomin của chúng ta đã chấp nhận. Đây là một đáp án đúng. À, tại sao thì bạn lại yêu thích nam diễn viên này nhất? À, 그때 데뷔 초에 질문을 받았었었는데 제가 미안하다 사랑한다라는 드라마를 굉장히 즐겨 봤었기 때문에 그때 그렇게 말했던 것 같아요. À, do là trước cái thực ra cái câu hỏi này thì trước khi debut thì tôi cũng đã từng được mọi người hỏi một lần rồi và lúc đó thì tôi có rất là ấn tượng về cái bộ phim là xin lỗi và xin lỗi anh yêu em bộ phim đó và tôi rất là thích bộ phim đó và đó cũng chỉ là cái lý do mà tôi thích luôn cả diễn viên đó. À, 요즘에는 박보검 씨, 박보검 씨도 좋아요. 귀여우셔서. Chính vì những cái lý do đó mà tôi ở đây thì tôi có yêu thích. Chào các bạn, chào các bạn. Chúng ta vừa nghe thấy tên một vài diễn viên nam mà Hyomin yêu thích rồi. Và bây giờ Mù Tạt có thể giúp chúng tôi gửi đến câu hỏi tiếp theo không ạ? Tôi lại phải di chuyển sang phía này để cho công bằng hơn bởi vì các bạn bên này cũng muốn có quà. Câu hỏi này rất rất dễ thôi, các bạn hãy lắng nghe này. Hãy kể tên một trong những bộ phim có sự xuất hiện của Hyomin. Ai ạ? Một bạn nam đi. Từ nãy giờ là chúng ta mời rất là nhiều bạn nữ rồi, một bạn nam. Nào vẫn quay ra hỏi ý kiến đồng đội đúng không? Em trả lời đi. Em xin trả lời là bộ phim tên là Jinx. G-E-N-X gì ạ? Jinx của Nhật. Jinx. Của Nhật ạ, của Nhật ạ. Có đúng không ạ? 맞아요. Jinx. Rồi ạ. Một món quà cho bạn này. Bạn có nhớ rằng là ở trong phim này thì Hyomin đóng vai gì không ạ? À, Hyomin có thể kể cho chúng tôi nghe xem là vai diễn trong bộ phim này của bạn là vai gì không ạ? Chi-ho. Tôi đã diễn vai Chi-ho. Đó là một vai như thế nào ạ? À, 저는 유학생 한국인인데 이제 유학생 일본 유학생 역할로 나왔고요. 두 남녀의 커플을 이어주는 사랑의 큐피트 같은 역할을 했었어요. 일본 영화에. Đó là một bộ phim Nhật Bản ạ. Và trong vai đó thì tôi hóa thân và thành một cô du học sinh người Hàn Quốc du học tại đất nước Nhật Bản và có quen với một chàng trai và câu chuyện bộ phim thì xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai người. Vâng. Ngày hôm nay chúng ta đã có rất rất nhiều những câu chuyện, rất rất nhiều những phần hỏi đáp. Các bạn có thấy vui không ạ? Vâng, với các khán giả của chúng tôi thì luôn luôn mong muốn được đặt nhiều câu hỏi nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng ngày hôm nay Hyomin chúng ta còn mang một món quà đặc biệt hơn các bạn nhiều. Các bạn có nhớ tiết mục đầu tiên mà Mù Tạt thể hiện ở trong ca khúc nào không ạ? Vâng, và bây giờ sẽ không phải là Alu giống như Mù Tạt đã thể hiện lúc đầu đâu. Sẽ là một bản Alu đặc biệt với sự thể hiện của nữ ca sĩ Hyomin. Và đây sẽ là những hình ảnh vô cùng đặc biệt trong một MV mà các bạn hãy chờ đón. Chúng ta hãy cùng hướng mắt nhìn nha quý vị ơi. Make it 투명 makeup. 거울 속에 내 모습이 아주 nice. 이젠 네 반응을 볼 시간. 시선은 날아라. 입꼬리는 위로. 발칙하게 상상해. 턱선은 날카롭게. 콧대는 하늘 높게. High heel 발자국 소리 도각 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 도각. 어금니가 살짝 보여도 기분이 어때요 어때요
싶은 운동을 격하게 하잖아요. Let me know what's up your mind. Tell me. 목소리는 낮추고 감각은 깨우고 아찔하게 반응해. What do you want? 턱선은 날카롭게 콧대는 하늘 높게. High heel 발자국 소리 도각 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 도각. 너 무슨 생각하는지 네 얼굴에 다 써있어. 내 입꼬리가 올라갈수록 너는 고개 숙여. 입꼬리 chúng tôi rất nhiệt tình ở trong món quà này dành cho quý vị khán giả. Một lần nữa xin mời Hiêu Minh chúng ta hãy tiến lên phía trên này ạ. Hiêu Minh vừa chia sẻ là Hiêu Minh chưa hề có sự chuẩn bị cho tiết mục vừa rồi. Vì vậy mà mong chúng tôi biết, chúng tôi biết ạ. Nhưng khán giả thì lại có yêu thích tiết mục này không ạ? Các bạn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa lên nào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hỏi Hiêu Minh một vài câu mà tất cả chúng ta đều rất mong muốn được biết. Đó là Hiêu Minh mới đến Hà Nội từ hôm qua, không biết là bạn sẽ có dự định ở lại Việt Nam bao lâu ạ? 아쉽게도 제가 또 다른 일정이 있어서 네, 오늘 밤에 돌아갈 것 같아요. Vâng, thực sự thì rất là tiếc là trong tôi còn có một lịch trình khác nữa, vậy mà đêm ngày hôm nay tôi đã phải rời Hà Nội mất rồi ạ. Hiêu Minh thân mến, bạn có nhớ là những người hâm mộ của bạn có những fan club nào không? Tại Hà Nội. Mà bạn hãy thử. Hanoi fandom 이름이요? Hanoi fandom 이름이 따로 있어요? Hiêu. What? 부인. Tôi. 부인. 다 똑같은 줄 알았는데. Hiêu Minh vừa chia sẻ là Hiêu Minh đang nghĩ rằng là tên fandom của Hà Nội hay là Hồ Chí Minh ở Việt Nam thì đều giống nhau hết, không biết có đúng không ạ? Hay là có tên riêng ạ? Các bạn nói là các bạn có tên riêng đúng không? Tiara Hanoi fanpage. 이거는 알죠. Tiara Hanoi fanpage. Cái này thì tôi biết ạ. Cái tên Tiara Hanoi fanpage này thì tôi biết. Còn một fan club nào khác nữa? cho tôi mượn một cái này đi. Anh mượn cái gút của em. Wow. Đây là Hyomin V Hyomchin. Hyomchin, Hyomchin VN. 당연히 알고. Tôi cũng biết cái 저는 cái Vietnam fan분들은 다 아는데 하노이가 또 따로 있는 거는 이거를 따로 하는구나. 저는 다 V and Kings, Vietnam Kings, 그리고 Vietnam Minus 이렇게 불러가지고. Tôi vẫn hay có thói quen gọi các bạn fan Việt Nam là V Queen, bởi vì ở đây là tôi cũng không vâng. không biết là. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho Hiêu Minh. Khi mà đến Việt Nam với rất nhiều các bạn trẻ đang yêu mến bạn như thế này thì bạn muốn truyền một thông điệp nào đó dành cho các bạn ấy không hả Hiêu Minh? Để để hôm 또 이렇게 하노이 팬분들 오랜만에 만났는데 또 너무 즐겁게 같이 즐겨주셔서 감사했고 저는 아마 베트남에 5월쯤에 한 번 더 올 예정이에요. Vâng, hôm nay thì đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn fan đã tới đây để cổ vũ cho tôi rất là nhiệt tình và vui vẻ như thế này. Tôi muốn thông báo với các bạn một tin vui, đó là vào khoảng tháng 5 thì tôi sẽ quay trở lại Việt Nam tiếp ạ. 근데 그때 호치민일지 하노이일지 아직
결정이 중요해가지고. 아, nhưng mà tôi và hiện tại thì vẫn chưa quyết định là mình sẽ đến Hồ Chí Minh hay Hà Nội ạ. Các bạn có muốn yêu mình đến Hà Nội nữa không? 제가 và chúng tôi muốn yêu Min thân mến. Ở ngày hôm nay có rất nhiều những bạn trẻ, những bạn fan, họ được truyền cảm hứng từ bạn rất nhiều. Chúng tôi muốn là bạn có thể gửi đến họ một thông điệp, một tinh thần của nữ ca sĩ Hyo Min muốn các bạn fan của mình sống như vậy. 네, 모두 네 지치지 마시고 늘 힘내시고 네 우리 같이 파이팅 했으면 좋겠어요. 파이팅! Mong là mọi người hãy luôn luôn cố gắng và hãy luôn luôn nỗ lực và đừng bao giờ từ bỏ và chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. Fighting! Vâng, chúng tôi rất muốn là ngày hôm nay Hyo Min có thể gửi đến những bạn fan một ca khúc nữa được không? Và đó là ca khúc nào ạ? À, 네, 그럼 이제 제가 되게 오랜만에 들려드리는 곡인데 두 번째 미니 앨범에 수록되어 있는 곡이에요. Đây là một bài hát làm thứ hai ở trong mini album của tôi và sau đây tôi muốn muốn gửi đến các bạn ạ. Vâng, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng để thưởng thức chưa? Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay với sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hyo Min cùng với sự nỗ lực vô cùng nhiệt tình và hết mình của ekip và Buổi Trưa Vui Vẻ, ngày hôm nay chúng ta đã có một bữa trưa tuyệt vời. Thế còn bây giờ các bạn đã nghe rõ tên ca khúc mà Hyo Min đã vừa mượn mì với các bạn chưa ạ? God Trip, ai thuộc giơ tay. Vâng, và bắt sau đây xin mời phần biểu diễn của Hyo Min. Các bạn hãy cùng hát với Hyo Min nhé. Let's just start it all. Baby, 나 꽤
cảm ơn Hyomin một lần nữa ngày hôm nay vì đã có mặt tại sân khấu của Bữa Trưa Vui Vẻ. Chúng tôi rất vui vì người bạn đã đồng ý có mặt tại bữa trưa ngày hôm nay. Không biết là Hyomin ngày hôm nay ăn trưa có ngon miệng không? Thấy á? 아니요, 아직 못 먹은 아까 그게 처음이에요. Thực ra là tôi thấy mình ăn vẫn chưa đã lắm đâu ạ. Vâng, nhưng mà thật tiếc là chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa các bạn ơi. Hãy cho Hyomin nhìn thấy tình cảm của các bạn thêm một lần nữa trước khi chúng ta chia tay nhau được không? Và chúng tôi, ban tổ chức, xin chúc Hyomin thời gian tới sẽ có thật nhiều hoạt động, sẽ có thật nhiều thành công, thật nhiều giải thưởng và sẽ sớm quay trở lại Hà Nội với chúng tôi được không ạ? Và các bạn thân mến, với thông điệp mà Hyomin đã truyền tải với chúng ta, các bạn hãy cố gắng lên, hãy dùng sức trẻ của mình để đạt tới ước mơ, đừng bỏ cuộc. Đây cũng chính là điều mà chúng tôi mong muốn tất cả những khán giả đang theo dõi Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay chúng ta sẽ sống như vậy. Và cảm ơn Hyomin một lần nữa, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và hy vọng ngày hôm nay quý vị đã có một bữa trưa tuyệt vời. Các bạn và các bạn hãy nhớ này, với Bữa Trưa Vui Vẻ các bạn sẽ không